Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Máy Thông Dịch.com. Hôm nay Máy Thông Dịch.com sẽ làm một video mới để giới thiệu về chức năng của chuột phiên dịch. Đây là một chức năng được rất nhiều người yêu thích, đó chính là chức năng tra Google. Bạn chỉ cần nhắn, nói một câu gì đó thì đó máy sẽ tự động bật lên Google và tra giúp cho bạn. Thì để sử dụng được chức năng này thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết trong video này cùng Máy Thông Dịch.com nhé. Đầu tiên, để sử dụng được chức năng này thì bạn sẽ cài đặt trong bảng điều khiển. Thì hiện tại trên màn hình các bạn có thể thấy mình đã mở bảng điều khiển sẵn. Các bạn chỉ cần vào chỗ đánh văn bản thì các bạn lựa chọn ngôn ngữ. Hiện tại thì mình nói tiếng Việt nên là mình sẽ lựa chọn tiếng Việt. Còn các bạn nói ngôn ngữ gì thì các bạn có thể chọn ngôn ngữ đó ở phía dưới này. Có rất là đầy đủ tất cả các ngôn ngữ, từ tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh. Các bạn nói ngôn ngữ gì thì tra ngôn ngữ đó giúp mình nhé. Sau khi đã cài đặt ngôn ngữ xong thì việc của bạn bây giờ chỉ cần nhấn vào nút lệnh và nói thôi. Bây giờ thì mình sẽ show cái nút lệnh ở trên góc bên màn hình cho các bạn thấy nhé. Các bạn có thể nhấn vào, các bạn nhấn vào cái nút này thì nói một câu gì đó thì máy nó sẽ tự động bật ra Google và tra giúp cho bạn. Bây giờ thì mình sẽ thử nha. Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì bây giờ trên màn hình máy tính của mình đã bật ra và tìm kiếm dữ liệu dựa trên thông tin mình vừa nói là thành phố Hồ Chí Minh. Tùy vào cài đặt của các bạn trên máy tính và máy nó sẽ bật bật cái ứng dụng nào nha mọi người. Hiện tại thì mình đang cài Cốc Cốc là một ứng dụng mà mình mở nó sẽ mặc định, nên là khi mình nói thì nó sẽ mở lên Cốc Cốc đầu tiên. Các bạn có thể cài đặt Google Chrome hoặc là Cốc Cốc, tùy mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ thử một câu dài hơn xem thử là máy có nhận diện tốt và dịch tốt không nha. Cần đi du lịch thì bạn nên chuẩn bị những gì? Các bạn có thể thấy là máy nhận diện giọng của mình rất là chuẩn và không sai một chữ nào luôn. Đó, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Cần đi du lịch thì bạn nên chuẩn bị những gì? Đó, tra Google như thế này rất là đơn giản và tiện dụng luôn. Mình không cần phải tốn quá nhiều thời gian để gõ bàn phím. Đó, các bạn có thể thấy. Bây giờ thì mình sẽ thử tra một cái đoạn dài hơn nữa nha. Khi bạn đi ăn đám cưới, bạn cần chuẩn bị những gì và đi tiền bao nhiêu? Đó, đối với một câu dài như thế này máy vẫn có thể nhận diện được nha. Đó, khi bạn đi ăn đám cưới, bạn cần chuẩn bị những gì và đi tiền bao nhiêu? Ôi, máy nhận diện không hề sót một chữ nào mà mình nhập nha mọi người. Đó. Tính năng này rất là đơn giản và tiện dụng dành cho nhân văn phòng. Khi mà bạn cần tra một cái thông tin gì đó nhanh thì bạn chỉ cần nhấn và nói thì máy sẽ lập tức bật tab lên và tra cho bạn như là cái cách mình vừa thực hiện đó. Thì video hướng dẫn sử dụng chức năng tra Google của chuột phiên dịch đến đây là hết. Để giải đáp thêm bất kỳ thắc mắc nào thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Máy Thông Dịch chính là 0938 335696 để được hỗ trợ nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.